Chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, ngày cuối tuần nên thì anh em mình đang đi ra ngoài siêu thị này, đi chợ mua sắm đồ ăn để ngày mai là thứ hai đầu tuần ấy, sang một ngày làm việc mới đấy. Ở phía bên tay phải của mình đây là có một cái trường cấp 2 của các em học sinh đấy. Đấy. Anh em mình ra cũng gần đến siêu thị rồi. Đây thì ở bên Nhật đấy là muốn qua đường là ở nút chỗ cái cây cột điện này, nó sẽ có một cái nút bấm. Đấy, cái nút botan ấy bấm là đợi đèn nó chuyển màu nó bắt đầu sang được đường ấy. Đây, phía đằng trước mặt mình là có một cái quán hốt tộ mất tộ, là một cái quán đồ thịt nướng đồ ăn vặt đấy. Đó, bên ngoài người ta lắp có một cây bán hàng tự động này. Siêu thị này là một siêu thị tổng hợp bán rất nhiều đồ rau củ quả thịt thà rồi là đồ ăn đồ uống đầy đủ các thứ. Hiện tại thì mình đang ở phía bên trong siêu thị nhá, thì mình sẽ lấy một con xe đẩy và một cái giỏ hàng để mình vào mình mua sắm đấy. Nói chung là cái tầm giờ mình đi đang là 5:30 6 giờ kém rồi, tầm giờ người ta bắt đầu dán những cái gian hàng giảm giá đấy, có những cái gian hàng giảm giá người ta đang dán tem, thì bây giờ mình sẽ đi thẳng vào cái gian hàng. Hiện tại thì mình đang đi vào cái gian hàng đầu tiên đây, cái gian hàng đầu tiên này bán rất nhiều những đồ giảm giá đấy. Tầm khoảng 5:30 6 giờ kém là bên Nhật là ở các siêu thị là người ta bắt đầu dán tem những cái đồ này rồi. Ở đây thì có bán cơm nếp này, xôi gọi là rượu đỗ đen đấy. Giá gốc của một hộp này là 64.000, hiện tại đang giảm giá còn 238 yên này, còn 48.000, giảm được một chút, được mấy phần trăm đấy. Tiếp theo bên này có các cái suất cơm hộp này, suất cơm hộp làm sẵn đây. Cây là cơm cá. Cơm cá này một hộp giá gốc là 430 yên là 86.000 nhá. Hiện tại đang giảm giá còn 62.000 này. Đấy, cơm khá là ngon. Rất nhiều loại luôn. Tiếp theo trên đây có sushi này, sushi cũng đang giảm giá này. Loại này đây, một hộp này sushi, sushi cá hồi, sushi tôm này, sushi gọi chung là đồ những cái đồ sống ấy, đồ cá sống ấy, đồ cá sống tôm sống ấy. Đây mình quay cho mọi người xem này, nhìn rất là ngon. Con họ mình cũng làm một clip đi săn đồ giảm giá đấy. Một hộp này giá gốc là 120.000 này, hiện tại đang giảm giá còn 88.000 nhá. Ngoài ra còn rất nhiều đây, quay cho người xem này. Sushi này, rất đa dạng luôn. Trứng cá hồi này. Những cái hộp trên đây cũng giảm giá này, đây cũng sushi cả nhá. Tiếp theo mình quay cho mọi người xem đây là một cái món rất phổ biến bên Nhật. Cái món này là cái món cơm cuộn rong biển nhá. Thì cái thành phần bên trong đây thì gồm thịt, rồi là rau, rồi là cà rốt, rồi trứng các loại đấy. Dưa chuột đấy, người ta cuộn cho cuộn vào bên ngoài là một lớp rong biển cuốn này, lớp trong cùng lớp giữa ấy, là một lớp cơm. Cơm này ăn rất ngon luôn, đặc sản bên Nhật Bản đấy, cơm cuộn rong biển. Một hộp này giá gốc là 646 yên rơi tầm khoảng độ 128-130.000 đấy. Hiện tại giảm giá còn 94.000-96.000 trên một hộp này nhá. Đấy, nhìn rất là ngon. Cái tầm này là tầm khoảng một lúc nữa ấy, là người Nhật người ta sẽ mua hết các cái đồ này. Và những cái đồ này giảm giá đi rất là nhiều ấy. Đây đằng này mình quay cũng ngon này. Đây mình chẳng nghĩ mình ấy mua một hộp về mình ăn giờ nữa này. Đằng này có mực chiên xù này, thịt chiên xù này, tôm chiên này, đấy. Chả này, xúc xích với cả khoai tây chiên. Một hộp này giá là 646 yên đấy. 646 yên tính về tiền Việt Nam nó rơi tầm khoảng là 128.000. 28 gọi cho 130.000 rồi. Hiện tại giảm giá đây còn 96.000 nhá. Đấy, nhìn rất là ngon. Một hộp đây. Một sô tổ về một set tổ ấy, về ăn. Đằng này có thịt nướng các loại đấy. Đấy, rất là ngon. Nhưng ngày hôm nay thì mình tính là mình về mình làm bún đậu ấy nên là mình sẽ không mua. Thì thực ra là dự tính của mình ngày hôm nay là mình định đi chợ đông lạnh để mình mua thịt đông lạnh nó rẻ ấy. Nhưng mà phía bên công ty mình thông báo là mới có người ở chỗ mình nên là mới có người bị mắc Covid, đâm ra là mình không dám đi đâu cả. Mình lại ở nhà đây. Đằng này mình thấy có suất tôm giảm giá này, 236 yên. Giá gốc là 84.000 nhá, hiện tại còn 50.000 thôi. Đâu, hiện tại còn 46.000, 48.000. Một hộp tôm này nhá. Mình sẽ làm một hộp đi. 46.000 một hộp. Mình sẽ làm hai hộp đi, hai hộp về ăn. Về kho mấy thịt hoặc là chiên xù. Hai hộp cá này. Cái gian này toàn bán cá biển thôi. Rất nhiều loại cá biển. Loanh quanh bên này thì đây, bên này là sashimi, ở đây vẫn còn nhiều này. Sashimi, mực sashimi, cá hồi rồi nè, tất cả các loại cá luôn. Những cái loại này bạn nào chưa ăn thì nghĩ nó ghê nhưng mà ăn rất là ngon nhé. Bởi vì nó toàn đồ sống ấy, thịt sống ấy, cá sống, tất cả các loại luôn này, rất nhiều loại này. Sashimi rất là đắt. Giá gốc của một cái hộp mình đang quay đây. Một set tộ này là 2 sen 1, gọi chung là 420.000 này, 430.000 rồi. Hiện tại giảm giá còn 1 sen 6 hay là 320.000 nhé. Đấy, rất là đắt. Mình đi xem có cái đồ gì giảm giá, mình sẽ săn đồ giảm giá nhá. Tiếp tục đằng này lại có cá này. Cá 160 yên là 32.000 trên một con này. 32.000 trên nửa con đấy, nửa con, người ta cắt đôi ra đấy. 60.000 trên hai con này.
mình sẽ làm một vài đi 60.000. Giá gốc là 86.000, hiện tại giảm giá còn 60.000 nhá. 60.000 được 2 miếng cá, người ta tách đôi ta. Đây ra này cá hồi này. Quay cho mọi người xem thịt cá hồi đây. Không biết có phải không? Nhìn nó màu giống lắm. Ngày hôm nay mình chỉ đi săn đồ giảm giá đó. Đây cũng đang giảm giá đây. Những cái màu hộp mà đang dán tem màu vàng ấy là giảm giá này. Hộp này 60.000 này, được 3 khúc cá này. Tôm này, tôm cái khổ không? Tôm này giá 120.000 cho một hộp này. Tôm này tôm gì cũng ghê luôn này. 5 con là 100.000, hơn 100.000. Gọi là chi là 20.000 cho một con tôm này. Đằng này có bán là hàu các loại này. Hàu đây. Hàu thì 60.000 là được 3 con hàu. Rất là ngon. Đây hiện tại anh em là mỗi người một giỏ đang cầm xách đồ đi mua đây. Đấy, mỗi người một giỏ. Người Nhật người ta cũng đi hơi nhiều ấy. Bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối tuần đấy. Người ta đi mua sắm, mai đầu tuần làm việc mới. Hiện tại thì mình đang đi vào cái gian hàng đông lạnh ấy, nó lạnh kinh khủng luôn mọi người ạ. Mình mặc quần đùi áo cổ tay đây, lạnh kinh khủng luôn. Bây giờ mình sẽ đi mua một ít đậu với ít chả. Thì cái dự tính của mình tối ngày hôm nay là mình sẽ làm món bún đậu mắm tôm. Đây người ta đi chợ rất là đông luôn đấy, mình sẽ mua ít đậu này. Bên Nhật Bản thì người ta bán rất nhiều các loại đậu, rất là đa dạng. Đậu rán này, rồi đậu trắng này, nguyên một cái gian này luôn. Mình sẽ làm một hộp này đi, một hộp này được 4 cá này. 4 cá là giá 106 yên là 20.000 trên 4 cái đậu rồi nhá. Quả 5.000 một cái đậu này. Tiếp theo mình sẽ đi mua một ít chả này. Đây trên này là ngày bán chả đây, chả các loại. Xem nào, có là ngon không. Đây mình thấy ở đây bán rất nhiều chả nhưng mình không biết là những cái loại chả gì. Rất nhiều loại luôn. Mình sẽ làm một hộp này đi. Một hộp này giá là 192 yên là 40.000 trên một hộp này nhá. Đậu này, chả này, ở nhà thì mình có một gói bún khô, tí mình về mình sẽ luộc lên, nên là mình pha món tôm mình ăn thôi. Đây cũng chả này, rất là ngon. Sẽ tiếp tục đi tiến lên trên, mình mua một ít xúc xích nữa để về mình ăn kèm này, bữa sáng hoặc là đây, xúc xích đây, rất nhiều loại. Bốn thanh này giá 181 yên, là rơi tầm khoảng độ 36.000 trên 4 cái này. Đây bạt ngàn xúc xích luôn này, bạt ngàn luôn. Cho nên thì bán xúc xích rồi thì đứng khói đấy. Mình sẽ làm một gói này mình ăn đi. Đây một cái gói này mình đang cầm trên tay đây này, giá 408 yên đấy, là 80.000. 80.000 trên một cái túi này. Đấy, mình cũng không biết đập bao nhiêu cái này, 450 gram này, 4 lạng rưỡi này. 80.000 nhá. Ngày hôm nay mình cũng chỉ đi mua một xíu đồ ấy, bởi vì thực ra là ngày hôm nọ mình cũng đi siêu thị rồi. Mà mình ở nhà mình trồng được rau ấy, nên ngày hôm nay mình cũng chỉ đi mua đồ ăn. Mình sẽ không mua rau nhá. Đây ở đây bán rất nhiều loại thịt hun khói này. Hai nạng này giá là 60.000 này. Đây là thịt hun khói nhá, tất cả thịt hun khói này. Đấy, thì rất là ngon. Nguyên một cái gian này luôn này. Xúc xích của thịt hun khói. Tiếp tục mình đi nhá. Đi lên quanh xem là có tí đồ nào giảm giá không, mình sẽ mua tiếp tục. Đằng này bán sủi cảo này. Sủi cảo, thịt xay, thịt lợn xay, thịt bò xay. Một hộp thịt xay này cũng giá tận gần 80.000 luôn này. Gần 80.000 luôn. Thịt bò đây. Thịt bò hộp này là cũng 954 yên đấy, 200.000, gọi là 200.000 trên một cái hộp thịt xay này. Thịt xay rất là đắt. Đây ở đây có những thịt hộp thịt giảm giá này. 205 yên này, là 400.000 trên một hộp này. Mình sẽ làm một hộp này về mình xào cùng với trứng ấy. Bữa nào nhớ nhỡ là mình bỏ ra xào với trứng. Đây mình đang tiến đi vào cái gian hàng bán thịt ấy thì mình phát hiện ra một cái điều rất hay ấy. Bên này mình thấy người ta bán một cái bộ khung gà, chẳng biết là đúng rồi, bộ khung gà nhá. Có những người ta đã lọc thịt đấy, người ta lọc hết thịt rồi nhưng mà lọc kiểu là dạng lọc rối đấy, vẫn còn cổ còn thịt này, người vẫn còn thịt đấy. Giá chỉ có 54 yên thôi, rất là rẻ. 54 yên là có 10.000 trên một cái bộ khung này. Mình sẽ làm một bộ này. À đây còn bộ nữa này. Bộ này thì nhiều thịt hơn xíu, 81 yên, 16.000. Mình sẽ làm hai bộ khung này về đi. Và bộ này luộc lên ăn vẫn còn thịt luôn này. 81 yên, đấy, rất là rẻ, cực rẻ luôn. Đây thịt gà, tim gan, lòng mè, đủ cả luôn này. Cái thịt ở cái siêu thị này thì mình thấy là đắt hơn các siêu thị khác ấy. Đâm ra là ngày hôm nay mình cũng không mua được gì cả. Hộp thịt lợn mình đang quay đây cũng 80.000 này, giá đang giảm giá rồi đấy. Giá giảm giá là 88.000 trên hộp này, giá gốc là 120.000. Hôm nay là không mua được tí thịt là giảm giá ngon rồi. Đây 3 miếng thịt này, 140 này. Cái chỗ này cũng hộp này cũng là 45.000 rồi này. À đâu, 46.000, 46.000 trên hộp này. Mình đi loanh quanh mình tìm mãi mới được cái chỗ này có thịt rẻ này mọi người này. Chỗ này mình thấy là bán cánh gà hay đùi gà gì đấy. Một hộp này giá 276 yên.
276 yên thì tính về tiền Việt Nam nó rơi tầm khoảng độ ở đây cả thuế này, tính cả thuế là 298 yên, hay gọi là 300 yên là 60.000 trên một hộp. 60.000, hộp này không giảm giá nhá, mình sẽ làm một hộp này đi. Toàn bộ thịt là thịt thôi, 60.000 này. Chẳng nhẽ lại làm thêm hộp nữa. Mình sẽ làm hai hộp đi, hai hộp về ăn luôn. 60.000 cộng 60.000, 120.000 trên hai hộp này. Đấy, rất là ngon luôn này. 298 yên này. Đấy. Người ta ướp sẵn rồi, mình về chỉ việc xào mình nấu hoặc mình rán lên thôi. Mình lanh quanh xem còn cái đồ gì mình cần mua nữa không nhá. Có lẽ thì mình sẽ vào cái gian hàng mình mua một ít mì tôm nữa. Đây, cái gian hàng là mình đang vào là gian hàng bán gia vị này, hạt tiêu rồi là bột nghệ, rồi đủ các loại ướp luôn này. Đây, bạt ngàn luôn. Nhìn rất là mê mắt. Bên này thì bán các loại hộp cá sốt này. Cá sốt là thịt sốt, các loại đồ ăn sẵn ấy, về chỉ cho vào lò vi sóng hoặc là hâm nóng để là ăn thôi. Bên đây thì bán cà rê này. Mọi người có ăn cà rê bao giờ chưa? Cà rê là cái món cơm cà ri ấy. Cà ri là một cái món rất phổ biến ở Nhật Bản luôn. Mình bên này cũng hay nấu món này ấy. Nấu rất đơn giản mà lại ngon. Mình sẽ đi mua một ít mì tôm nhá. Đây, mì tôm này, mì tôm thì đằng này bán bạt ngàn mì tôm luôn. Một hộp này là, một bịch này là 3 gói này. Bịch này 3 gói, ngoài ra còn có những cái loại hộp này. Những cái loại hộp mình quay giá cho mọi người xem nhá. Như cái loại hộp mình đang cầm đây là giá 128 yên, 138 yên đấy. Rơi tầm khoảng độ 18.000 trên một hộp này. Loại bên này đắt hơn này. Loại bên này chắc ngon hơn. Thì giá là 192 yên, gọi là 200 yên đây. Là 40.000 trên một hộp này nhá. Tiếp theo, những cái cốc ở dưới này cũng chẳng giá đồng giá thôi. À đây, cái hộp này rẻ hơn này. Hộp này có 20.000 thôi này. 20.000 thì chắc là loại sẽ không ngon bằng loại đắt thôi. Đây là cái mì tôm mình hay ăn đây. Mì này là mì soba. Mì soba này, một hộp. Một bịch này là 5 gói nhá. 5 gói mình quay giá luôn cho mọi người xem này. Giá của nó là 328 yên đấy. Nhưng cộng cả thuế vào thì nó rơi vào 354 yên. Nó rơi tầm khoảng độ 70.000 trên 5 gói mì tôm này nhá. Mì soba, đây chữ soba này. Còn cái chữ Hán đằng trước này thì mình không đọc được nhá. Đây, ra này thì bán nước ngọt, rồi là rượu bia các loại đây, kem các loại này. Em ngày hôm nay mình đọc mua có thịt với cả mấy cái đồ là vặt không ấy mà đã hết một đống đồ rồi đây, một đầy một giỏ đồ đây. Mình đi lanh quanh xem còn cái gì mua không, nếu mà không còn gì mua ấy, thì mình sẽ ra thẳng thanh toán nhá. Phía cái gian này mình đang đi là gian bán hàng rau củ quả các loại đây. Củ cải này, lấm này. Bên này thì có bí ngô này, bắp cải này, ngô này, súp lơ này. Đấy. Đằng này thì măng, tỏi, ớt các kiểu đầy đủ luôn. Chuối này, mình xem vào có chuối nào rẻ không, mình mua một bịch chuối mình ăn nhá. Bổ sung chất dinh dưỡng mùa Covid. Chuối này cũng đang tàn rồi này. Ba quả chuối là giá 40.000 nhá, ba quả chuối 40.000. Bên này cũng vậy, bên này cũng ba quả này. À đây, loại này thì được 5 quả nhá. Loại 5 quả là cũng 40.000 này. Nói chung là có đủ các loại giá đấy. Chuối bên này to hơn này, bên này to hơn thì đắt hơn này. Chuối bên này thì cũng 4 quả là 60.000, 298 yên kìa. Đấy, 4 quả to bự luôn. Nhưng mà chuối bên Nhật Bản mình không biết là kiểu gì ấy, mình nhiều lúc mình mua ăn nó bị chát đấy. Nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ không mua chuối nữa. Có lẽ là mình sẽ ra ngoài mình thanh toán đồ thôi. Đồ mình cũng mua đủ rồi đấy. Hoa quả ở nhà thì mình cũng có tí hoa quả rồi nên mình sẽ không mua nữa. Đây, quay cho mọi người xem một quả dứa bên Nhật đây. Một quả dứa mình đang quay này, một quả dứa này giá là 398 yên nhá. 80.000. 80.000 trên một quả dứa này. Đấy, nhìn rất là ngon. Đây, mình đang vào mình thanh toán đây. Chỗ là chỗ nhân viên. Mang là đầu gói chỉ là 2 triệu. Cái đầu gói này được. Hey. Đây, thì ở đây mình quay cho mọi người xem cái hóa đơn của mình. Chỗ đồ mình mua hết bao nhiêu tiền nhá. Tổng mình mua hết ngày hôm nay là cả thuế ấy, là hết 2.798 yên, thì gọi là 2.800 yên đây, thì tính về tiền Việt Nam nó rơi tầm khoảng là 560.000 là cái chỗ đồ mình đây. Bây giờ mình sẽ cho vào túi mình xách đồ trở về nhá.
về thôi mọi người ơi. Bây giờ đang là hơn 6 giờ chiều, trời vẫn nắng rất là to. Ôi ngoài trời gió to mát quá. Đây hôm nay cuối tuần mọi người đi chợ rất là đông ấy. Người Nhật thói quen người ta ấy, là sẽ đi siêu thị vào tầm 7 chiều tối đấy, bởi vì lúc đó là sẽ có những cái món đồ giảm giá. Đây nguyên một giỏ đồ đây. Ngày hôm nay mình không mua rau ấy, bởi vì ở nhà là mình trồng được ít rau rồi nên mình sẽ không mua. Đây con xe ngựa chiến của mình đây. Bây giờ mình sẽ trở về nhà nhá. Càng lái hơi bị lặng. Ok thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Nếu yêu quý và thích video này thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.